vấn đề mà cũng gặp rất là nhiều khó khăn ở trong nuôi tôm. Và nó có liên quan đến cái vấn đề dịch bệnh, cho nên là hôm nay tôi xin nói đến cái vấn đề quản lý độc tố. Thì đầu tiên nói đến cái vai trò của vấn đề quản lý môi trường hay quản lý độc tố trong ao nuôi thủy sản đó, thì quý vị đại biểu là tôi xin nói đến cái mối quan hệ giữa ba cái thành phần quan trọng. Mình nuôi tôm thì đương nhiên là trong ao mình có tôm, và tôm sống trong môi trường nước thì nước đó là một cái môi trường để cho tôm sinh sống, và trong môi trường nước thì có thêm một cho cái sự phát triển của mầm bệnh. Và nếu như mình nuôi tôm đó, cái môi trường nuôi mà tốt thì nó sẽ giúp cho cái sức khỏe con tôm là tốt, và đặc biệt là trong môi trường nuôi tốt thì mầm bệnh thì ít phát triển. Như vậy thì con tôm vừa khỏe mà môi trường ít mầm bệnh thì cái khả năng mà xảy ra bệnh là rất là thấp. Trong các cái điều kiện môi trường xấu đó thì có thể kể đến là một số cái yếu tố, thí dụ như thời tiết bất thường. Một trong những cái yếu tố đầu tiên là thời tiết bất thường, nó có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe con tôm. Cái thứ hai là thiếu dinh dưỡng, các chất cần thiết, thí dụ như oxy hòa tan, khoáng chất. Và cái thứ ba là các cái độc tố, đặc biệt là các độc tố. Thì trong tự nhiên, trong ao nuôi đó, các độc tố hình thành tự nhiên là có ba cái nhóm. Thứ nhất là cái khí NH3, cái thứ hai là cái ion NO2 trừ, và cái thứ ba là H2S. Ở đây tôi cũng xin nói là đa số là một số cái tài liệu nói tới cái khí độc thì người ta liệt cái NO2 vào thành khí độc. Cho nên là quý vị đại biểu cùng nên phân biệt cái NO2 á, nó tồn tại hai dạng khí, hai dạng là nếu như nó là NO2 thì nó là khí, nhưng mà nó là NO2 trừ thì nó là một cái dạng là một ion, một cái muối ở trong hòa tan trong nước, cho nên nó không thuộc cái nhóm là khí. Cho nên là mình quản lý đây là quản lý cái ion NO2 trừ chứ không phải là quản lý cái khí NO2. Thì thông thường trong cái ao nuôi, nếu như mà trong nước mà cái bùn đáy ao, cái ao mà nó xuất hiện cái lớp bùn đáy này đó, thì thông thường là ba cái nhóm độc này nó xuất hiện nhiều. Đầu tiên thì tôi xin nói đến cái khí NH3. Thì cái nguồn gốc sinh ra khí NH3 đó, thì trong ao nuôi tôm á, là nó hình thành từ ba cái quá trình. Thứ nhất là quá trình bài tiết của tôm và một số động vật trong ao. Có nghĩa là bây giờ khi mình cho con tôm nó ăn thì trong thức ăn nó có chứa cái protein. Protein nó chứa nitơ, thì qua cái quá trình mà sử dụng cái protein làm năng lượng đó, thì nó sẽ biến đổi cái, nó chuyển hóa cái vật chất, nó hình thành nên cái NH3 bên trong tế bào, và NH3 nó sẽ được bài tiết ra khỏi cơ thể của con tôm. Thì một hồi sẽ nói đến cái con đường bài tiết như thế nào. Thì cái quá trình này là mình không thể tránh khỏi trong ao. Có nghĩa là bây giờ muốn cho con tôm nó đừng bài tiết ra NH3 được không, thì câu trả lời là không được. Bởi vì mình muốn cho con tôm nó mau lớn thì mình phải cho ăn đầy đủ, và đặc biệt là thức ăn đầy đủ chất đạm. Và đương nhiên cái con đường biến dưỡng của nó sẽ thải ra NH3. Cái thứ hai là quá trình phân hủy vật chất hữu cơ ở trong ao nuôi. Thì vật chất hữu cơ của mình là gồm có thức ăn thừa, phân tôm và các xác sinh vật, đặc biệt là cái xác tảo. Khi mà nó tảo tàn đó, nó sinh ra cái nó lắng tụ dưới đáy thì nó hình thành nên cái xác hữu cơ, và xác hữu cơ bị phân hủy thì sinh ra NH3. Thì trong ao nuôi nếu như mình quản lý tốt để hạn chế được cái vật chất hữu cơ thì mình có thể hạn chế được cái NH3. Như vậy thì trong ao nuôi mình quản lý, mình nhắm tới là quản lý giảm cái NH3, là mình giảm cái sự tích tụ của chất hữu cơ dưới đáy ao. Và cái cuối cùng đó, thì cái này là cái thứ yếu, nó không có quan trọng lắm. Bởi vì á, trong ao nuôi thủy sản mình á, là thường mình có bón phân, nhưng mà thường là bón phân đầu vụ thì cái lượng phân bón nó không nhiều. Tuy nhiên là nếu như mình bón phân mà không đúng cách, hoặc là mình không tính toán liều lượng một cách chính xác đó, đặc biệt là mình hay dùng một số cái loại phân, thí dụ như là phân ure, phân SA hoặc là phân DAB, thì nó có cái nhóm amon. Thì cái nhóm amon nó có thể là cái nguồn gốc sinh ra NH3. Để nói đến cái quá trình bài tiết của sinh vật thì mình nói đến cái quá trình chuyển hóa vật chất ở trong cơ thể á, nó có một số cái quá trình chuyển hóa. Thì đầu tiên đó là khi sinh vật nó sử dụng nó ăn thức ăn vào, nó tiêu hóa, thì
cái thức ăn nó tiêu hóa nó sẽ được phân cách thành các axit amin, và trong cơ thể đó thì axit amin nó sẽ trải qua một cái quá trình gọi là oxy hóa axit amin hay là oxy hóa amino acid, thì cái sản phẩm mà hình thành đó chính là cái NH3, và NH3 này nó sẽ được thải ra bên ngoài môi trường nước. Cái thứ hai nữa là một quá trình nữa gọi là quá trình khử glutamine, thì ở đây glutamine nó bị khử thành glutamate thì nó sẽ thải ra cái NH3. Và một cái quá trình thứ ba nữa là quá trình gọi là quá trình khử adenylate, hay là mình còn gọi là cái chu trình nucleotide, thì nó cũng sinh ra cái NH3, và cái NH3 này nó hình thành trong tế bào, bắt đầu nó được vận chuyển theo máu vận chuyển, và nó vận chuyển đến mang của con tôm, và ở mang thì nó sẽ thải ra qua mang. Một cái quá trình khi mà nghiên cứu về cái chất bài tiết của động vật giáp xác và tôm đó, thì người ta thấy là con tôm nó có khả năng bài tiết ra bốn cái loại hợp chất mà có chứa nitơ. Thứ nhất là nó bài tiết phần lớn là nó là NH3. Thí dụ như là hầu hết các nhóm tôm mình nuôi đó thì nó bài tiết khoảng từ 70% cho tới 100% là NH3. Ngoài ra đó thì nó có khả năng bài tiết ra là amino acid hay là acid amin đó thì khoảng chừng 10% hoặc là ít hơn. Và một số loài thì nó có khả năng bài tiết ra ure hoặc là acid uric. Thì cái acid uric thì nó rất là ít, nhưng mà chủ yếu là bài tiết ure. Thì cái ure được hình thành qua cái chu trình ure. Thì cái chu trình ure đó là trong ti thể đó. Trong ti thể thì khi mà cái chất thải nó thải ra cái NH4 này đó, thì cái này nó có thể hình thành nên cái NH3, cho nên là nó có khả năng gây độc trong ti thể. Cho nên là cơ thể nó phải thích, nó do cái quá trình thích nghi của cơ thể, nó sẽ chuyển cái NH4 này qua một cái chu trình để hình thành ure. Thì ure là nó sẽ ít độc hơn, và nó sẽ được vận chuyển đến mang và được thải ra ngoài. Khi nó thải ra ngoài đó thì cái quá trình chuyển hóa nó cũng hình thành cái NH3, có nghĩa là ure khi mà thải ra ngoài cơ thể đó thì nó sẽ xảy ra một cái phản ứng và nó hình thành nên cái NH3 ở ngoài môi trường nước. Thì cái quá trình bài tiết chủ yếu là các cái nhóm mà hợp chất chứa nitơ đó là qua mang. Thì trong cái hình này tôi lấy một cái hình, thật ra là tôi tìm cái hình mà cấu trúc mang của con tôm á, thì không có tìm thấy, nhưng mà lấy một cái hình, cái đây là một cái loài cá mà có cái cấu trúc mang nó giống như cái mang tôm. Thì cái nhóm mà có mang tơ đó thì quý vị đại biểu là có thể thấy cái trục mà từ cái chỗ cái chữ màu vàng mang tơ nó chạy theo cái đường màu đỏ xuống, đó là chính là cái tơ mang của con tôm. Và trong cái tơ mang nó sẽ bọc ra nhiều cái phiến mang. Nhiều cái phiến mang là các cái hình ở trên đó có chú thích là cái phiến mang. Thì tôi cắt một cái phiến mang ra đó, thì quý vị đại biểu sẽ thấy là cái lớp bên ngoài của nó là cái biểu mô. Còn ở bên trong có những cái chấm đỏ đỏ đỏ, cái phần mà có những cái chấm đỏ đó chính là cái mao mạch của cái mạch máu, nó sẽ dẫn trên cái phiến mang. Và các chất bài tiết nó sẽ từ trong máu, trong từ cái mao mạch đó, nó sẽ khuếch tán qua cái biểu mô để đi ra bên ngoài môi trường nước. Thì cái sự bài tiết ở trên cái mang của con tôm đó thì cái tế bào biểu mô đó, nó có một cái tế bào rất đặc biệt, là ở đây là cái tế bào mà nó gọi là tế bào chloride, hay là cái tế bào này đó là nó có chức năng là trao đổi cái ion CL trừ và HCO3 trừ ở trên tế bào mang. Cho nên là nó là một trong những cái tế bào mà nó cũng có vai trò, nó có liên quan đến các cái sự hấp thụ và bài tiết cái độc tố. Thì một hồi mình sẽ trao đổi tiếp với cái vai trò của tế bào chloride. Bây giờ trên cái tế bào biểu bì của mang đó, thì đối với các loài cá nước mặn đó, thì cái NH3 nó hình thành trong cái huyết, trong tế bào nó được máu nó chuyển tới mang, mao mạch của mang đó, thì cái NH3 nó sẽ khuếch tán đi qua màng của tế bào biểu mô, qua tế bào biểu mô. Thì đối với các loài cá nước mặn đó, thì khi nó đi qua đây đó thì cái NH3 này nó sẽ được bài tiết trực tiếp ra. Tuy nhiên là đối với cái nhóm giáp xác đó thì cái NH3 này nó không có uh,
không có bài tiết trực tiếp ra, mà nó sẽ phản ứng với H cộng để hình thành cái NH4 cộng, và nó thông qua cái kênh trao đổi ion H cộng, xin lỗi, ion dương, nó gồm có là NH4 cộng, H cộng, Na cộng hoặc là K cộng, thì nó sẽ qua cái kênh trao đổi này để nó ra ngoài cơ thể. Thì như hồi nãy tôi nói đó, là những cái quá trình mà bài tiết ra NH3 đi, thì cái quá trình này đó là mình không quản lý được, bởi vì mình muốn con tôm mau lớn thì phải cho nó ăn nhiều, ăn đầy đủ, và ăn đầy đủ thì chắc chắn nó phải bài tiết ra, và mình không có cái cách nào để làm giảm cái quá trình này được. Nếu như mình làm giảm có nghĩa là mình làm cho nó chậm lớn. Cái quá trình thứ hai đó là quá trình phân hủy các vật chất hữu cơ đó. Thì phân hủy vật chất hữu cơ nó có hai cái quá trình. Một quá trình thứ nhất là quá trình phân hủy hữu cơ hiếu khí, nó mình hay gọi là khoáng hóa. Thì đầu tiên protein nó sẽ được thủy phân thành amino acid, và sau quá trình oxy hóa nó hình thành nên các cái chất như này, thì trong đó là có cái nhóm là NH3. Cái thứ hai nữa là cái quá trình phân hủy hữu cơ yếm khí ha. Thì khi cái acid amino acid nó bị lên men thì nó cũng hình thành cái NH3, và cái này nó sẽ hòa tan vào trong nước. Thường thường hai cái quá trình này nó có thể diễn ra, đối với quá trình phân hủy hiếu khí đó thì nó diễn ra trong tầng nước đối với những cái chất hữu cơ, sắt hữu cơ lơ lửng trong nước. Còn đối với những sắt hữu cơ nó tích tụ dưới đáy ao thì trong điều kiện thiếu oxy nó sẽ dẫn đến hình thành cái NH3, và nó sẽ hòa tan dần vào trong nước. Và như vậy, như nãy tôi nói đó, thì cái quá trình này mình có thể hạn chế, nếu như mình hạn chế được cái sự tích tụ của chất hữu cơ, thí dụ như mình quản lý thức ăn tốt để tránh cái hiện tượng thức ăn thừa, thì mình sẽ giảm được cái sự hình thành của NH3 trong môi trường nước. Ở đây quý đại biểu có thể xem cái sự chuyển hóa của NH3 và NH4 ở trong môi trường nước. Thì cái NH3 nó hình thành từ cái lớp bùn đá do quá trình phân hủy hữu cơ, nó hòa tan vào trong nước. Và cái thứ hai nữa là từ con tôm, từ mang con tôm nó bài tiết ra cái NH3. Và vào ban đêm đó thì nhiệt độ không có ánh sáng mặt trời cho nên nhiệt độ nó sẽ giảm. Và các sinh vật ở trong ao đó, nó sẽ hô hấp và nó làm cho pH giảm, nó thải ra CO2 làm cho pH giảm. Và lúc đó thì NH3 nó sẽ chuyển thành NH4 cộng. Thì NH4 là không độc, còn NH3 là độc, cho nên là vào ban đêm thì thường là cái NH3 nó sẽ chuyển sang NH4, cho nên là cái độc thường là nó không xảy ra vào ban đêm. Nè, ngược lại, vào ban ngày đó thì tảo quang hợp và có ánh sáng mặt trời thì nhiệt độ tăng, thì cái NH4 nó sẽ chuyển thành NH3. Cho nên là tôm thường bị độc NH3 cao nhất vào buổi trưa, cái lúc mà nhiệt độ và pH lên cao nhất. Bây giờ cái ảnh hưởng của NH3 như thế nào thì rất là nhiều tài liệu nghiên cứu về cái ảnh hưởng của NH3 này. Thứ nhất là thường là nó sẽ gây nên cái tổn thương trên mang, đặc biệt là cái bệnh đen mang đó. Thì thật ra bệnh đen mang thì nói liên quan đến NH3 không thì nó không đầy đủ, nhưng mà rất là nhiều nghiên cứu thì người ta cho rằng là cái khí độc, khí NH3 là có tác động lên mang của con tôm và có thể gây nên cái hiện tượng đen mang. Cái thứ hai nữa là nó sẽ làm giảm cái khả năng vận chuyển oxy của huyết tương. Có nghĩa là nó làm giảm cái quá trình vận chuyển oxy, hay là mình nói là nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là con tôm không có đầy đủ oxy cho tế bào. Cái thứ hai nữa là nó làm cho tăng cái khả năng tiêu thụ oxy trong các cái mô của con tôm. Có nghĩa là oxy cung cấp tới thì không đủ, nhưng mà là cái nhu cầu mà tiêu thụ oxy của mô thì tăng lên, cho nên là nó sẽ có cái dẫn đến cái hiện tượng là thiếu oxy của tế bào. Và nếu như mình nuôi trong môi trường như thế đó thì con tôm nó phản ứng bằng cách là nó tăng cái nó phát triển cái mang nó kéo, có nghĩa là cái mô mang nó sẽ phát triển mạnh hơn để nó tăng cái bề mặt tiếp xúc để nó hấp thụ oxy, cho nên là người ta thấy một cái biểu hiện đó là cái mô mang nó sẽ tăng sinh, đặc biệt là các phiến mang nó sẽ kéo dài ra. Cái thứ ba nữa là nó liên quan đến nó làm suy yếu cái quá trình chuyển hóa năng lượng ở não, cho nên là nó có khả năng gây tổn thương cái thần kinh trung ương. Và cuối cùng đó là nó gây tổn thương một số cái nội tạng như là gan, tụy, thận, lách hay là tuyến giáp. Cái lý do là nó gây tổn thương được nội tạng là bởi vì nếu như cái hàm lượng NH3 mà trong môi trường cao đó
thì trong cơ thể nó không bài tiết ra được và nó sẽ tích tụ trong cơ thể với nồng độ cao thì nó sẽ gây nên tổn thương một số cái cơ quan nội tạng. Rồi ngoài ra đó thì nó còn có ảnh hưởng đến là giảm khả năng điều hòa hấp xứng thẩm thấu, có nghĩa là nếu như điều kiện độ mặn thay đổi nhiều thì nó sẽ giảm cái khả năng chịu đựng cái sự thay đổi nồng độ muối, cái suy giảm cái miễn dịch và cái khả năng hay là mình nói là giảm cái khả năng kháng bệnh và tăng cái chu kỳ lột xác, có nghĩa là con tôm nó sẽ lột xác nhanh hơn. Có nghĩa là thí dụ như mình nuôi trong một giai đoạn, thí dụ như đúng ra cái chu kỳ lột xác của nó là giữa hai lần lột xác của nó, thí dụ như là 3 ngày. Thí dụ con tôm là khoảng chừng vài gram đó, thì khoảng chừng 3 ngày, thí dụ như là 1, 2 đến 3 gram gì đó, nó 3 ngày nó lột một lần. Thì nếu như trong điều kiện NH3 cao, nó sẽ lột nhanh hơn, là có nghĩa nó khoảng chừng 2 ngày nó lột. Nhưng mà nó lột đó là lột không bình thường, lý do đó là khi nó tạo vỏ chưa đầy đủ là nó đã bị kích thích cái quá trình lột xác, cho nên là khi mà nó lột ra đó thì nó chưa tạo được cái vỏ mới, cho nên có một cái có thể dẫn đến cái hiện tượng là bị mềm vỏ. Thì cái này á, nó còn liên quan đến một cái độc tố nữa, thì một hồi tôi sẽ nói kỹ hơn là cái NO2 nó sẽ ảnh hưởng lớn hơn là so với cái NH3. Cái cuối cùng đó là nó sẽ giảm cái tăng trưởng và tỷ lệ sống, do nó thiếu oxy cho nên là nó giảm tăng trưởng và tỷ lệ sống. Thì ở đây liên quan đến cái độ độc cấp tính, có nghĩa là ở đây tôi tính cái hàm lượng NLC50 của trong vòng 48 giờ, có nghĩa là độ độc mà gây chết 50% sinh vật trong vòng 48 giờ, thì đây gọi là độ độc cấp tính. Thì qua cái bảng này đó cho thấy là cái độ độc của NH3 nó sẽ cao khi con tôm có kích thước nhỏ, con tôm nhỏ nó sẽ dễ bị độc hơn, và cái thứ hai là độ mặn càng thấp thì cái độ độc của NH3 càng cao. Liên quan đến biện pháp xử lý NO ammonia đó, thì đầu tiên là mình hạn chế cái sự hình thành NH3 bằng cách là đầu tiên là mình phải loại bỏ cái lớp bùn đá ao ở đầu vụ nuôi, cho nên là tốt nhất là làm sao sạch hết những cái chất hữu cơ còn tích tụ ở dưới đáy ao. Cái thứ hai là mật độ nuôi phù hợp với biện pháp xử lý nước, có nghĩa là do là mình nói là con tôm nó bài tiết ra NH3, cho nên là mình phải làm sao để cho cái mật độ nuôi, nếu như mình nuôi thấp thì cái lượng NH3 nó sẽ thấp. Quản lý chế độ cho ăn thịt thích hợp để tránh cái hiện tượng thức ăn thừa, thí dụ đặc biệt là thí dụ những ngày mà lạnh mưa thì con tôm nó ít ăn, nếu như mình cho ăn như bình thường thì nó sẽ thừa thức ăn. Cái biện pháp xử lý là thay nước, hút bùn đá ao thường xuyên, và đặc biệt là điều chỉnh pH xuống 7,5 cho đến 8, thì mình điều chỉnh bằng một số cái axit hữu cơ hoặc là cái HCl. Thì lý do tại sao là mình phải điều chỉnh pH, nếu như mình đo mình thấy NH3 cao thì mình nên giảm pH, bởi vì khi pH giảm thì cái tỷ lệ NH3 nó sẽ giảm, nó sẽ chuyển hóa thành NH4, cho nên là mình nên làm giảm pH. Đặc biệt là buổi trưa mà khi tảo quang hợp thì pH lên cao đó, thì mình nên giảm xuống để làm giảm cái độc của NH3. Thì mình có thể áp dụng cái công nghệ BioBlock đối với cái ao lót bạc. Thì cái công nghệ BioBlock nó, cái điểm mấu chốt của công nghệ BioBlock đó là khi con tôm nó thải ra cái NH3 này đó, thì nếu như mình cung cấp thêm cái chất mà cung cấp cái carbon hữu cơ, thí dụ như là mật kỷ đường hay là bột cái bột mà được lên men rồi đó, thì khi mình cung cấp vào đó thì cái vi khuẩn nó sẽ sử dụng được cái NH3 này để nó tạo thành các cái nhóm vi khuẩn, và cái nhóm vi khuẩn này nó tạo hình thành cái hạt block. Cái hạt block này nó lại làm thức ăn cho con tôm, cho nên là làm tăng cái hiệu quả sử dụng thức ăn. Đồng thời cái hạt lóc này nó sẽ là giá thể của cái nhóm vi khuẩn ni chất hóa, và cái vi khuẩn ni chất hóa này nó sẽ chuyển cái độc NH3 thành NO2 rồi và thành NO3, và cái NO3 này không độc cho nên là có thể làm giảm được cái độc của trong ao. Tuy nhiên là cái công nghệ BioBlock này á, là nói thì dễ nhưng nó sẽ rất là phức tạp một cái chỗ á. Nếu như mình điều khiển được cái mật độ block thì mình sẽ hạn chế được cái độc ở trong ao. Tuy nhiên nếu như mình không điều khiển được mà để hạt lóc, cái block mà nó phát triển, nó bùng nổ quá mức đó, thì nó sẽ gây nên cái hiện tượng là sẽ bị thiếu oxy, và đặc biệt là cái block nó tàn đó, thì nó sẽ gây một cái ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Ở trong trường hợp này đó, thì nếu như bà con mà có xử lý cái chế phẩm vi sinh đó,
Thì nếu như mình xử lý chế phẩm vi sinh mà nếu như kết hợp với công nghệ bioblock thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Đặc biệt là nếu như bà con sử dụng cái sản phẩm mà có chứa cái vi khuẩn Nitrosomonas, Nitrobacter đó, thì thường trên thị trường hay nói là cái này xử lý được NH3, nhưng mà tôi cũng xin khẳng định với bà con, nếu như mình xử lý mà trong điều kiện ao nuôi thì cái sản phẩm đó hiệu quả không cao. Lý do là hai cái con vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter đó khi phát triển thì nó cần phải có cái giá thể, mà trong môi trường nước thì không có giá thể. Cho nên nếu như mình tạo được cái hạt block này nè, cái hạt block đó thì cái con vi khuẩn đó nó mới bám lên hạt block đó, nó phát triển được, thì lúc đó nó mới có hiệu quả. Mình có thể sử dụng một số chất hấp thụ, ví dụ như là mình có thể sử dụng là cái zeolite. Thì cái zeolite đó thì cái cấu trúc tinh thể nó sẽ mang cái dấu trừ, nó mang cái điện tích âm, lý do là nhôm mà liên kết với 4 oxy cho nên là nó sẽ tạo ra một cái điện tích âm. Và điện tích âm thì nó sẽ có thể hút được các cái ion dương, thì đặc biệt là các cái ion này nè, nó sẽ bị hút vào trong cái zeolite. Và khi mà nó hút vào đó thì cái NH4 này nó bị hút vào trong cái hạt này đó, thì NH4 giảm thì nó sẽ kéo theo NH3 giảm. Tuy nhiên á, là nếu như mình sử trong môi trường nước mặn đó, nó có nhiều cái NaK các ion dương khác đó, thì nó sẽ cạnh tranh với cái này, cho nên là trong môi trường nước độ mặn càng cao thì zeolite có hiệu quả càng kém. Cho nên là trong môi trường nước ngọt thì nó sẽ hiệu quả tốt hơn. Thì quý vị đại biểu có thể xem chi tiết ở trong cái bài báo cáo mà có in trong cái tờ cái yếu của mình. Hay, biết bao nhiêu thứ bủa vây cuộc đời mình, nghĩ mà rầu thiệt chứ. Biết chừng nào mới có một môi trường trong lành để mà sống đây. Đáy ao và môi trường nước ô nhiễm là nỗi trăn trở chung của nhiều hộ nuôi tôm. Phân tôm và nguồn thức ăn dư thừa làm nền đáy ao dơ bẩn, tích tụ chất hữu cơ gây hại, cộng thêm hiện tượng rớt tảo, tảo tàn phát sinh nhiều độc chất. Các loại khí ammoniac NH3, nitrit NO2, hydrosulfur HS trong ao nuôi có thể gây chết tôm cấp tính. Phải xử lý thế nào để đạt hiệu quả cao nhất? Giải pháp nào tiết kiệm nhất? Vimedim đã có chế phẩm sinh học Bonmas chuyên xử lý đáy ao và môi trường nước. Bonmas chứa các dòng vi sinh yếm khí tùy nghi, có thể phát triển được cả trong môi trường không có oxy. Bonmas với thành phần chính là các dòng bacillus xử lý môi trường nước mạnh nhất được chọn lọc như Subtilis, Bumilus, Aminolique Vaccin, Lichiniformis. Nhờ vậy, Bonmas có tác động mạnh nhất trong việc phân hủy các chất hữu cơ, ngăn chặn độc chất phát sinh và tăng cường vi sinh hữu ích trong ao nuôi. Có Bonmas, đáy ao luôn sạch, tôm có môi trường thoải mái để tăng trưởng, kéo giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận cho người nuôi tôm. Tôi nói đến cái quá trình hình thành nitrit thì hiện nay đó, phần lớn các cái kết quả nghiên cứu thì người ta nói quá trình hình thành nitrit là do hai quá trình. Là quá trình thứ nhất là quá trình nitrat hóa, có nghĩa là NH4 này bị oxy hóa thành NO2. Và cái quá trình phản nitrat hóa có nghĩa là NO3 trong điều kiện thiếu oxy đó thì nó hình thành nên cái NO2 này. Thì hiện nay là chỉ có hai cái quá trình đó là sinh ra NO2, có nghĩa là về mặt tài liệu công bố thì chỉ có hai quá trình đó thôi. Tuy nhiên á, là một cái điều mà mình thấy đó là trong ao nuôi tôm thẻ thường thường là NO2 khá cao, thì mình cũng thì người ta mới có hai cái quan điểm. Thì ở đây là tôi nói đến cái chu trình nitơ đó, thì ở đây là khi mình cho con tôm nó ăn, nó sinh ra NH3, NH4 đó thì nó bị oxy hóa thành NO2, hoặc là cái NO3 nó bị khử nitrat đó thì nó hình thành nên cái NO2. Và trong nếu như cái oxy mình nó nằm trong khoảng từ 2,5 cho tới khoảng 4 hoặc là tới 5 đó thì NO2 nó sẽ bị tích tụ trong ao nuôi. Và hiện nay đó thì có một cái giả thiết đặt ra là tại sao trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng thường là cái NO2 cao, trong khi trước đây là mình nuôi tôm sú thì mình không thấy điều này. Thì có hai cái giả thiết là giả thiết quá trình nitrat hóa và quá trình phản nitrat hóa là trong điều kiện oxy thấp thì nó sinh ra là cái NO2. Cái thứ hai nữa là con tôm thẻ nó có bài tiết trực tiếp NO2 không? Thì cái câu hỏi này đặt ra đó thì quý vị đại biểu thấy là
Nếu như mình nói đến cái quá trình ni chết quá để tới hình thành nên cái anh nụ hai đó, thì ở đây tôi đánh cái dấu đỏ, dấu chéo này là có nghĩa là không có lý lắm. Không có lý bởi vì trong ao nuôi đó là vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter không phát triển ở trong môi trường nước. Cho nên là cái khả năng chuyển hóa N cái tổng đạm amon thành NO2 là không lớn. Và nếu như cái vi khuẩn nó bám được dưới đáy ao thì ở dưới đáy ao lại thiếu oxy, cho nên là nó không có khả năng phát triển lên cái này. Tuy nhiên á, là cái quá trình phản đi chất hóa là có khả năng xảy ra. Bởi vì á, ở dưới đáy ao đó là trong điều kiện thiếu oxy, nếu như trong môi trường mà có nitrat thì cái quá trình phản nitrat nó sẽ diễn ra và nó sinh ra NO2. Cái giả thuyết thứ hai đó là con tôm sú nó có bài tiết hay không, con tôm nó có bài tiết hay không, thì tôi tìm được một số cái bài báo là công bố, đặc biệt là cái nhóm nghiên cứu của Nhật Bản và Đài Loan, thì người ta nghiên cứu là con tôm sú nó sẽ tăng bài tiết NO2 khi hàm lượng NH3 trong nước cao. Có nghĩa là nếu như trong môi trường NH3 cao thì con tôm nó sẽ chuyển hóa như thế nào đó và nó bài tiết ra NO2. Cho nên là cái này đó người ta đặt ra giả thiết, nhưng mà người ta phát hiện ra cái đó, nhưng cái quá trình chuyển hóa của nó như thế nào thì chưa có một cái kết quả nào công bố. Nè, cái thứ hai nữa là có một cái nghiên cứu khác đó, thì nói là con tôm thẻ chân trắng nó tăng bài tiết NO2 khi cho ăn thức ăn đạm cao. Như vậy là rõ ràng là con tôm nó có bài tiết ra NO2 nha. Thì cái giả thuyết này đó là hiện nay là chưa có được chứng minh, nhưng mà có những cái nghiên cứu là người ta đo cái hàm lượng nitrit ở trong nước đó, khi mình nuôi con tôm thì người ta thả con tôm vô thì nó có bài tiết ra nitrit. Thì đây là một trong những cái giả thuyết mà khoa thủy sản cũng đang tập trung để nghiên cứu cái vấn đề này. Cái quá trình mà trao đổi nitrit qua cái biểu bì mà mang đó thì nó thường là xảy ra trên cái tế bào Lorai, hồi nãy tôi có chỉ cái màu đỏ đỏ đó. Thì khi mà nitrit ở trong môi trường cao đó thì nó sẽ xâm nhập vào bên trong máu bằng con đường đó là từ bên ngoài đó, thì nó theo cái kinh vận chuyển của cái HCl3 trừ và Cl trừ này nè. Thì NO2 này á, thì người ta nghiên cứu người ta thấy NO2 là có kích thước phân tử là gần bằng với Cl và có khối lượng gần bằng Cl, và cái tế bào Lorai thì nó không nhận dạng được là sự khác biệt giữa NO2 và Cl, cho nên là nó sẽ dẫn cái NO2, nó xem như là Cl trừ cho nên nó dẫn vào trong tế bào và nó sẽ gây độc cho con tôm. Vậy đó, thì có một số nghiên cứu, rất là nhiều nghiên cứu tế bào, cái kết quả nghiên cứu thì người ta cũng thấy là nếu như trong môi trường mà có cái ion Cl trừ có nồng độ cao thì cái khả năng mà NO2 xâm nhập nó sẽ ít, và như vậy thì độ mặn càng cao thì NO2 càng ít độc. Về cái ảnh hưởng của nitrit á, thì trên con cá thì rất là rõ ràng, có rất là nhiều cái nghiên cứu là khi mà có NO2 thì hemoglobin sẽ bị chuyển hóa thành người ta gọi là METHB hay là methemoglobin đó. Thì cái này là gây cái hiện tượng máu nâu, và cái máu nâu này là gây nó sẽ không vận chuyển được oxy, cho nên là con cá sẽ bị thiếu oxy. Nhưng mà liên quan đến cái con tôm thì cái sắc tố mà vận chuyển của nó không phải là hemoglobin mà là hemocyanin. Thì có một vài cái nghiên cứu người ta đặt vấn đề là có phải là NO2 nó tác động lên hemocyanin hình thành nên methemocyanin hay không, thì hiện nay là chưa có tài liệu nào khẳng định. Tuy nhiên là người ta có khẳng định một điều là khi mà hàm lượng nitrit trong máu cao, trong môi trường cao đó, thì người ta đo cái hàm lượng oxy hemocyanin trong máu là thấp, có nghĩa là máu nó sẽ giảm cái khả năng vận chuyển oxy và con tôm nó cũng bị thiếu oxy. Đối với cái ảnh hưởng thì ngoài cái ảnh hưởng làm giảm cái khả năng vận chuyển oxy đó, thì nó còn làm tăng chu kỳ lột xác tương tự như là cái NH3. Và đặc biệt gần đây đó thì khoa thủy sản có một cái nghiên cứu, là cái hình này được chụp là từ cái nghiên cứu của khoa thủy sản đó. Thì cái hiện tượng là nếu như mình nuôi tôm trong môi trường mà có NO2 cao đó, thì sau khi con tôm nó lột đó, là nó không cứng vỏ được. Cái phần này là mình thấy cái phần sáng bóng này đó là thịt nó mềm 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 nhũn luôn, nó không có vỏ. Và nếu như mình
mình xem thì nó còn dài, khi nó lột xong là nó chỉ rớt ra một cái miếng vỏ ở giữa thôi, còn cái phần đuôi và phần đầu nó còn dính, và con tôm này nó sẽ chết ngay sau đó. Thì cái hiện tượng này là trong nuôi tôm người ta gọi là hiện tượng rớt cục thịt. Rớt cục thịt này là hiện nay là khoa thủy sản đã có một cái thí nghiệm và xác định được là cái hiện tượng này có liên quan đến cái muối NO2 trong môi trường nước. Rồi, đây là một cái kết quả nghiên cứu về độ độc cấp tính. Thì qua cái nghiên cứu này, các cái kết quả này cũng cho thấy một điều đó, con tôm càng nhỏ và độ mặn càng thấp thì NO2 càng độc. Cho nên là những vùng nào mà nuôi tôm độ mặn thấp đó thì NO2 là một trong những cái trở ngại rất lớn cho tôm. Cái biện pháp thì do là NO2 là nó có từ cái NH3 nó chuyển thành, cho nên là cái biện pháp nó cũng tương tự. Tôi xin nói nhanh qua. Thứ nhất là cải tạo đầu vụ, mật độ nuôi phù hợp, quản lý chế độ cho ăn thì cũng giống như cái NH3. Và mình có thể thay nước, hút bùn, và đặc biệt là phải giữ cho oxy phải lớn hơn 5. Và nếu như có thể điều chỉnh độ mặn tăng thì mình nên điều chỉnh độ mặn tăng khi mình nuôi tôm mà có xuất hiện cái khí NO2. Cái muối NO2. Và tương tự như vậy, như hồi nãy trên cái hình mà quý vị đại biểu cũng thấy đó, là nếu như mình nuôi bằng công nghệ bioblock thì mình có thể làm giảm được cái NO2. Đặc biệt là quý vị đại biểu thấy là nếu như mình nuôi tôm mà mình sau khi mình đánh cái mật rỉ đường xuống đó là NO2 nó sẽ xuống. Đó là cái nguyên lý của cái quá trình nuôi cái công nghệ bioblock. Cái cuối cùng là tôi xin nói đến cái khí H2S. Thì khí H2S đó là nó hình thành do hai quá trình là phân hủy protein và phản sinh phát yếm khí. Thì cái phân hủy protein là cái sắt hữu cơ nè, nó bị phân hủy với điều kiện thiếu oxy, hay là mình gọi là khử, và hoặc là từ cái sinh phát ở trong môi trường nước mặn nó có rất nhiều sinh phát, thì khi nó bị khử thì thành khí H2S. Khí này rất độc hơn rất là nhiều so với cái khí NH3. Và cái quá trình phân hủy đó thì như nãy mình nói đó, là đặc biệt là quá trình lên men kỹ khí đó, khi nó lên men thì nó hình thành nên cái khí H2S, và cái quá trình khử sinh phát đây ha, thì nó cũng hình thành nên cái khí H2S. Quý vị đại biểu xem cái hình động này, thì cái khí H2S là nó hình thành chủ yếu là từ dưới lớp bùn đáy. Khi nó hòa tan vào trong nước đó, thì trong điều kiện mà có ánh sáng mặt trời thì nhiệt độ tăng, và cái quá trình quang hợp của thực vật nó làm cho pH tăng đó, thì H2S nó sẽ chuyển thành HX trừ. Và HX trừ thì không có độc, cho nên là thường là vào ban ngày là không có độc H2S. Nếu như vào ban đêm hoặc là trời mưa đó, nhiệt độ giảm, cái quá trình hô hấp của sinh vật nó làm cho pH giảm đó, thì HX trừ nó lại chuyển ngược lại thành H2S. Và như vậy thì cái độc thường nó xảy ra vào ban đêm và đặc biệt là sáng sớm. Vậy thì con tôm một ngày mình nuôi là ban buổi trưa nó bị độc NH3 và sáng sớm nó bị độc NO H2S. Và như vậy thì không lẽ là mình nuôi tôm không được, cho nên là vẫn có cái cách là nếu như mình giữ được pH nó nằm trong khoảng từ 7,5 đến 8,5 thì cả hai loại khí đó đều ở mức thấp nhất. Cho nên là tại sao tất cả các tài liệu là về nuôi tôm đều khuyến cáo là nên giữ pH từ khoảng là 7,5 đến 8,5. Cái cơ chế độc của H2S đó là thứ nhất là nó ức chế các cái enzyme hô hấp, thì nó có cái enzyme cytochrome A3 và cytochrome C oxidase ở trong ti thể, và nó xúc tác cái phản ứng oxy hóa, cho nên là nếu như enzyme này bị ức chế thì nó sẽ làm ức chế cái quá trình hô hấp. Cái thứ hai nữa là nó làm cản trở cái quá trình phosphorin hóa, oxy hóa, thì đây là một cái quá trình tạo năng lượng cho tế bào, cho nên là cái quá trình này bị ức chế thì tế bào nó sẽ thiếu năng lượng. Và người ta thấy là cái hàm lượng lactate ở trong cơ thể, trong máu nó tăng lên, và cái quá trình thủy phân glycogen yếm khí nó sẽ sinh ra, và cái điều này nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là cái biểu hiện là con tôm nó có biểu hiện là thiếu oxy ha, có nghĩa là nó có biểu hiện nó nổi lên mặt nước giống như những cái trường hợp khác. Và đặc biệt là cái H2S này nó còn tạo nên, nó gây, nó kích thích cơ thể tạo nên cái gốc tự do mình gọi là hydroxyl radical này đó, thì đây là một cái chất oxy hóa rất là mạnh, và nó có khả năng gây tổn thương tế bào. Thì quý vị đại biểu thường là thấy quảng cáo trên mạng đó, nói là quảng cáo cái sản phẩm OTIP là chống chất gốc oxy hóa đó, là chính là chống mấy cái gốc tự do này. Rồi, cái độ độc cấp tính thì quý vị đại biểu có thể thấy là
cái nếu như mình dựa vào mấy con số này, mình thấy là cái con số này nó rất là thấp so với cái NH3 và NO2. Cho nên là đây là một cái chất khí rất là độc. Thì tôi xin đi nhanh qua cái phần này. Cái biện pháp quản lý đó thì do là nó hình thành từ cái sự phân hủy cái chất hữu cơ dưới đáy ao hoặc là phản sinh phát trong điều kiện yếm khí, cho nên là thứ nhất là mình phải làm giảm cái sự tích tụ các cái chất hữu cơ dưới đáy ao, thứ hai là phải đảm bảo là oxy hòa lớn hơn 5, và định kỳ là mình nên sử dụng một cái số sản phẩm mà cung cấp oxy mà cái dạng viên á, để cho nó cung cấp xuống tới đáy ao. Nếu như mình cung cấp oxy, ví dụ như oxy già mình chỉ đánh ở trên mặt nước đó, thì oxy nó sẽ khó đi vào trong đáy ao, cho nên là có thể mình dùng mấy cái dạng hạt đó, mình rải xuống nó sẽ chìm xuống đáy ao và nó làm cho ở đáy ao có đầy đủ oxy hơn, nó sẽ hạn chế hình thành cái HIS. Mình có thể sử dụng các chế phẩm vi sinh chứa cái các cái vi khuẩn quang tự dưỡng, đặc biệt là cái nhóm ba cái họ là Rhodospirillaceae, Rhodomatiaceae hay là Lorobiaceae. Thì đây là ba cái nhóm mà người ta gọi là cái vi khuẩn quang tía đó. Có nghĩa là nó có màu tím và nó có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời và nó chuyển hóa được cái, nó sử dụng H2S cho nên là nó sẽ làm giảm H2S. Và cuối cùng đó thì mình có thể sử dụng cái B12, cái vitamin B12 cho tôm ăn định kỳ để chống cái. Hiện nay đó thì thật ra là tôi đề xuất cái này đó, tôi đọc một vài tài liệu trên, nó không có nói gì trên con tôm hay con cá, mà nó nói về một số loài động vật khi bị độc H2S thì người ta sử dụng cái B12 cũng giống như là một chất mình gọi là chất giải độc. Trong tài liệu nó cũng ghi là chất giải độc H2S là người ta sử dụng cái B12. Thì đó là tất cả những cái liên quan đến ba cái loại độc tố trong ao nuôi thủy sản. Cảm ơn quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe.